Những năm qua, thành phố Hà Nội luôn quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo với nhiều việc làm thiết thực. Trong đó phải kể đến việc huy động nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những căn nhà được bàn giao cho các hộ nghèo, cận nghèo là món quà ý nghĩa giúp họ có được một mái ấm vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững. Bà Nguyễn Thị Tơ, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, không khỏi xúc động khi giờ đây gia đình bà được ở trong ngôi nhà mới, khang trang, kiên cố, không còn phải lo dột, nước ngập trong nhà mỗi khi trời mưa bão. Ngôi nhà của gia đình bà được xây dựng theo chính sách hỗ trợ xây sửa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 của thành phố Hà Nội và sự hỗ trợ chung tay của người thân, hàng xóm. Bà Tơ còn được vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với thời hạn tối đa 15 năm, trong đó 5 năm đầu chưa phải trả nợ gốc. Mong ước bấy lâu được sống trong ngôi nhà vững chãi của bà đã thành hiện thực. Nhà tôi trước là nó có hai gian nhà nhỏ, ngói nhỏ, nhưng mà sau là một thời gian nó mới bị nứt hết cả xung quanh tường. Thế mà ngói ở trên thì dột, bị nó lún đấy, nó lún đất, nó dột. Thế mới mùa mưa ấy, là nước bắt đầu vào hết tầng sầm này, tầng cửa, các thứ là cứ trồi lênh bênh hết. Đấy, nhưng giờ sau nơi đi có chính sách của thành phố và của nhà nước. Thế là gia đình tôi cũng rất cảm ơn là được nhờ, được hỗ trợ, được nhà nước quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ để cho gia đình làm dàn nhà để thầy bỏ cái căn nhà rột nát để làm căn nhà mới. Với mong muốn người dân an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống để vươn lên thoát nghèo bền vững, xã Nghĩa Hương chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát nhà ở cho hộ nghèo để có cơ sở xây dựng kế hoạch vận động quỹ vì người nghèo, rà soát, nắm danh sách, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng hộ nghèo, cận nghèo để có hình thức hỗ trợ kịp thời phù hợp. Đồng thời chuẩn bị tốt công tác phối hợp tiếp nhận các nguồn ủng hộ từ các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để phân bổ hỗ trợ, đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng đối tượng. Đến nay, xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 31 hộ. Hàng năm thì Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xây dựng các cái lộ trình để hỗ trợ người nghèo bền vững theo cái kế hoạch của các cấp. Thì đặc biệt năm 2024, thì Đảng và Chính quyền Nhân dân xã Nghĩa Hương tiếp nhận được các cái chủ trương, đó là cái chủ trương xây sửa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thì thực hiện cái kế hoạch số 139, kế hoạch liên tịch của Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai và Mặt trận Tổ quốc huyện, thì có hỗ trợ cho các cái hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện xây sửa nhà xuống cấp. Thì đặc biệt Nghĩa Hương là được 3 hộ. Thế thì đến nay với cái tổng kinh phí thì của 3 hộ theo cái báo cáo từ của nhà nước hỗ trợ của người dân và anh em thì với trên 1 tỷ 1 tỷ 1. Thế và với cái vốn hỗ trợ thì của thành phố, của huyện, của xã là 300 triệu đồng. Thế ngoài ra thì Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng làm các cái hồ sơ để hỗ trợ cho vay với cái nguồn kinh phí của tổng 3 hộ là 150 triệu đồng. Thực hiện chương trình xây sửa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô. Xác định mục đích ý nghĩa của chương trình, Mặt trận Tổ quốc huyện Quốc Oai đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, phối hợp với Ủy ban Nhân dân và các tổ chức thành viên từ huyện tới cơ sở để triển khai chương trình với thời gian nhanh nhất. Quá trình triển khai chương trình xây sửa nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở huyện rất thuận lợi do kinh phí hỗ trợ được ứng trước, lại có thêm sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể và cộng đồng dân cư. Các địa phương đẩy mạnh sự tham gia, chung tay từ việc hỗ trợ ngày công, bảo lãnh cho các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu trước cho các hộ gia đình khi họ chưa được nhận kinh phí hỗ trợ, thường xuyên kiểm tra đôn đốc. Với những việc làm như vậy, nên huyện đã hoàn thành việc xây sửa nhà trước kế hoạch 1 tháng so với kế hoạch của thành phố. 24 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở đã hoàn thiện bàn giao sử dụng. Mặt trận Tổ quốc thì đã ban hành cái kế hoạch liên ngành với Ủy ban Nhân huyện để tổ chức khởi công đồng loạt
24 nhà đối tượng hộ nghèo, cận nghèo trong diện được quan tâm xây dựng nhà đoàn kết nhân kỷ niệm 70 năm. Thế và chúng tôi đã tổ chức khởi công đồng loạt vào ngày 4 tháng 3 năm 2024 với cái quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là cái vai trò của cấp ủy chính quyền cũng như mặt trận, ban công tác mặt trận ở khu dân cư, thì chúng tôi đã hoàn thành trước một tháng so với kế hoạch của thành phố, tức là vào ngày 30 tháng 8 năm 2024 chúng tôi đã hoàn thành xong xây dựng sửa chữa 24/24 nhà và tổ chức bàn giao đồng loạt cho 24 hộ. Sở dĩ chúng tôi hoàn thành cái kế hoạch trước một tháng so với kế hoạch của thành phố vì lý do là cấp ủy chính quyền địa phương và đặc biệt là ở cơ sở thì các đồng chí lãnh đạo cũng như nhân dân là đã tạo hết sức tạo điều kiện thuận lợi bằng các cái biện pháp cụ thể như chính quyền rồi thì mặt trận tổ quốc đứng ra bảo lãnh để mua vật tư vật liệu xây dựng, thế rồi thì là bảo lãnh về mặt các cái thợ như là thợ xây, thợ sơn, thế rồi thì thợ điện để các cái hộ hết sức yên tâm và người lao động cũng hết sức yên tâm. Thế do vậy là trong cái thời gian mà chờ đợi các cái nguồn kinh phí của nhà nước, trong cái quá trình mà tổ chức thực hiện ấy, thì nhìn chung các cái hộ là đều phấn khởi và cũng thể hiện được cái sự quan tâm của các cấp chính quyền và nhân dân trong thôn xóm. Đặc biệt là các cái hộ cũng đã cố gắng và cũng vận động gia đình rồi các ban ngành đoàn thể là góp sức, góp công, góp của để cho các hộ có một ngôi nhà khang trang như hiện nay. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo đối với các hội đoàn thể, các ban ngành và các hộ gia đình quan tâm trong cái việc là đóng góp rồi cũng như ngày công. Thế và cái chính sách chủ trương thì chúng tôi thực hiện đúng và đủ, đảm bảo cho các cái hộ gia đình là đảm bảo về cái công tác là sửa chữa nhà. Như chị cũng biết đấy, là chúng tôi năm 2024 thì đến nay là 4 nhà thì 3 nhà làm mới và 1 nhà sửa chữa thì chúng tôi đã xong. Công tác chăm lo hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để họ có điều kiện sống tốt hơn, cao hơn mức chuẩn nghèo đa chiều chung của cả nước, luôn là sự quan tâm đặc biệt của thành phố Hà Nội. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, qua rà soát, trên địa bàn 15 huyện thị xã có 724 hộ khó khăn về nhà ở, không có điều kiện xây mới, sửa chữa. Do đó, thành phố đã quyết định hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho toàn bộ các hộ trên, bao gồm 463 nhà xây mới và 261 nhà sửa chữa với tổng kinh phí 61,98 tỷ đồng. Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị như Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã đẩy nhanh tốc độ giải ngân, bổ sung kinh phí cho việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đôn đốc hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xã về thủ tục hồ sơ thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ để hoàn thành kế hoạch đề ra. Đối với huyện Sóc Sơn, năm 2024, huyện đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 30 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần giảm hộ nghèo của huyện xuống còn 0,04%. Xác định đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện giảm nghèo bền vững là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Thực hiện chủ trương đó, huyện Sóc Sơn đã tập trung nhiều giải pháp có tính bền vững, triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các hộ gia đình có nhà ở mới, khang trang, vững chắc là động lực giúp các hộ ổn định đời sống, yên tâm lao động sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững. Xây được gian cửa, gian nhà đây thì cũng nhờ nhà nước, xã, huyện của Hồng Kỳ đấy. Tôi ở thôn 8, thì nay thì làm được gian nhà thì cũng được ủng hộ 100 triệu đồng. Thì bây giờ tổng thu là cái nhà này thì làm hết 270 triệu, thì còn nợ lại 170 triệu nữa.
thì lại được vay tiền của phụ nữ của ngân hàng ấy, 50 triệu. Không lãi nhưng được thời hạn là 15 năm. Để thực hiện cái chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như của thành phố hỗ trợ trong cái việc mà xây dựng nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, thì năm 2024 thì chúng tôi đã triển khai kế hoạch rà soát tất cả những cái hộ mà cận nghèo, những như hộ nghèo trên địa bàn xã. Thế thì chúng tôi thành lập cái tổ rà soát có đầy đủ như vậy là các thành phần từ ban, từ như vậy là Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể xuống đến thôn. Thế và chúng tôi đánh giá cái hiện trạng của các gia đình này. Thế và cùng với đó là chúng tôi họp với lại thôn rồi họp với các gia đình để thể hiện cái sự quyết tâm. Thế thì năm 2024 thì xã Ông Kỳ chúng tôi được trên quan tâm, giúp đỡ. Thế thì chúng tôi đã rà soát, thế và lựa chọn như vậy là cùng với Mặt trận Tổ quốc của huyện, thế và Phòng Lao động Thương binh Xã hội rà soát được 2 hộ cận nghèo là để sửa chữa nhà. Thì chú đã thực hiện cái việc mà hỗ trợ kinh phí để 2 hộ này có cái sửa chữa nhà khang trang hơn. Trong những năm qua thì các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Sóc Sơn có cái số lượng và tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm rất là nhiều, đặc biệt là trong công tác xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ. Như là năm 2023 thì trên địa bàn huyện Sóc Sơn là có 290 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm tỷ lệ là 0,33%, thì đến nay số hộ nghèo trên địa bàn huyện chỉ còn 32 hộ, chiếm tỷ lệ là 0,04%. Trong năm 2024 thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng với lại các cái nguồn kinh phí từ các cơ quan, đơn vị, trường học cũng như là từ thành phố thì cũng đã tổ chức hỗ trợ xây dựng sửa chữa cho 30 hộ gia đình trên địa bàn với 30 nhà, trong đó là có 22 nhà là xây dựng mới và 8 nhà là sửa chữa. Việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo góp phần hoàn thành một trong các mục tiêu của chương trình số 08 CTRTU của Thành ủy Hà Nội về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025. Trong đó xác định mục tiêu đến năm 2025, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn mới. Tính đến ngày 30 tháng 9, các địa phương đã hoàn tất việc xây sửa nhà ở cho 714 hộ nghèo, cận nghèo, đạt 100% kế hoạch. Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đoàn kết, chung tay vì người nghèo của cả hệ thống chính trị thủ đô, tạo điều kiện cho họ có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Xã Quang Tiến thì có 2.869 hộ dân sinh sống và hiện tại thì xã đã không còn hộ nghèo và có 14 hộ cận nghèo. Thì hiện tại năm 2024 qua đợt rà soát thì đã giảm 11 hộ, còn lại là 3 hộ. Trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ để xây sửa nhà ở cho các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo thì xã đã thực hiện để đảm bảo công bằng, minh bạch thì sẽ bình xét từ thôn, kiểm tra hiện trạng nhà ở, bình xét, họp bình xét. Và sau đấy là sẽ niêm yết công khai trên hệ thống thông tin truyền thông của xã, trên đài phát thanh. Sau đó thì mới gửi hồ sơ lên xã và sẽ lại có bước họp xét duyệt tiếp tục. Rồi khi mà đủ điều kiện thì mới tiếp tục gửi hồ sơ lên huyện. Tất cả những hộ mà đã được thực hiện để xây sửa nhà ở thì đều đúng đối tượng, đảm bảo là đúng đối tượng và đủ điều kiện để được thực hiện xây sửa và đảm bảo được sự đồng thuận của nhân dân ở trong xã. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý, các địa phương đều hoàn thành công tác xây mới, sửa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa hiệu quả chương trình số 08 CTRTU của Thành ủy Hà Nội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thủ đô. Đến nay, hộ nghèo, cận nghèo đã an cư trong căn nhà được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa từ tình cảm sẻ chia, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân thủ đô.